Có ai không? Chính xác với nhau. Đây quay. Để xem chi tiết của đại con là như thế nào. Nó đang để cách miệng của mình tầm 20 cm. Đây mình sẽ đi ra đường. Đang đi bộ nhá. Đây, đang đi bộ đấy. Quay chi tiết xem nào. Các bác có nghe có rõ không? Ồ, hình như con iPhone nó chi tiết hơn ấy. Cảm giác thế. Đấy. Chính xác kiểu gì ấy. Alo các bác nghe rõ không? Hay mình đang đi bộ đây. Mình sẽ đi bộ một đoạn. Mic thì đang để ở cách miệng tầm 20 cm. Đang đi ngoài đường, nhiều khi đi xe máy nó ồn lắm, mình chả biết là có ghi âm thế nào. Đây là con V40 và 6 Plus nhé, 6S Plus chứ. Đây. Tất cả đều đang để là Full HD 60fps nhé. Công trình nông thôn mới. Công trình nông thôn mới. Chưa ngõ cái. Đó là đang vẫn đang đi bộ thôi. Đi vào ngõ, đi bộ ha. Đang thử rung lắp hai cái cùng lúc xem thế nào. Gặp cái cô bán mua đồng nát thôi. Và ông cụ đấy này. Đó. Thôi mình đi ra. Trong này chả có cái gì cả. Quay lên trời xem nào. Rồi. Ra tầm quay tầm 5 phút xem nó thế nào. Chạy đi. Bây giờ là chạy. Chạy đấy. Đi ra cái hồ. Ngoài này có cái hồ đẹp lắm các bạn ạ. Hồ gọi là hồ nổi. Hồ nổi ở chỗ mình đang làm việc. Khá đẹp. À quên cái nhà nổi chưa lộn. Đây là cái nhà nổi của mình đây. À, ra là kia có nhiều cảnh đẹp lắm. Rồi. Mình sẽ đi ra đây. Này, chỗ này có hoa này. Thì kêu hai quay hoa cho nó thấy vui không? Đó. Hoa này. Thì mình thấy con iPhone nó còn nét hơn, nó lấy nét nhanh hơn, tốt hơn đấy. Con V10 dở hơi này nó. Cái kiểu gì đấy? Đi tiếp. Hình như là hai cái con này nó cái độ rộng của camera cái góc ấy nó có vẻ khác nhau. Đây mình phải đứng yên một chỗ xem nào. Mình sẽ lấy cái tường gạch này làm cái căn chỉnh nó. Đó, nó có. Đó có vẻ là con V30 nó sẽ rộng hơn một tí. Hay thử cái gạch này. Đó, các bạn coi không? Cái kia, cái chạm này gạch kia. Thì con V30 như thế cái từ gạch bên này, còn cái con 6 Plus này, 6S Plus này chứng tỏ là con V30 nó vẫn rộng hơn một tí. Đó. Nó vẫn rộng hơn một tí đấy. Rồi, mình chạy tiếp. Thôi mình chạy bộ về. Thôi chạy bộ về đi. Bây giờ là chạy tiếp này. Chứ mệt rồi. Chạy tiếp này. Chạy mệt lắm các bạn ạ.
quan trọng là test cái khả năng ghi âm thôi. Đây cái nhà nội của mình này. Đó. Hoa đây. Đó. Tỏ cái cam của con V30 nó vẫn rộng hơn một tí. Đó, nó chẳng lấy nét được cái bông hoa gì cả. Nhiều bông hoa này nào. Đó. Chị yên chỗ này thì con 6S Plus nó lại cho cái màu hoa nó đậm hơn. Còn thực tế nhé, thực tế thì cái màu hoa này chả có con nào hiển thị đúng cả. Con V30 thì nó nhạt hơn một tí, còn con 6S Plus thì nó lại đậm hơn một tí. Ờ, thế với tải chỗ này cũng thế. À, chỗ này thì con V30 nó cho màu ánh cho chuẩn hơn một tí. Con khác nào. Cái bộ này thì con 6S Plus lại cho màu chuẩn hơn này. Đấy. Rồi cái màu này xem nào. Cái màu này con 6S lấy led tốt hơn này. Màu sắc thì cũng đậm hơn. Con V30 thì cho màu sắc chuẩn hơn. Màu xanh này. Màu xanh thì này thì lại con 6S nó chuẩn hơn. Còn V30 thì nó lại phân thực hơn. Rồi thôi rồi, tôi chạy bộ về đi. Chạy về đi, không nghĩa bọn ngoài đường nó nhìn mình như thể là thằng dở hơi. Vừa đi vừa nói rồi bọn kia nó bảo là không có gì, ngại quá. À, sẵn về đến nơi rồi, 7 phút. Ôi già đấy, thôi rồi, ok. Mình sẽ tắt đi. Rồi, ok, mình sẽ tắt đi.